À, Quang Đảo, xin chào các bạn. Sáng hôm nay là ngày 9 tháng 11, Phan Thiết cũng là vùng đỏ, cho nên là bây giờ là mình ra ngoài xem thử tình hình như thế nào. Xin chào các bạn theo dõi nha. Đây là con đường Đàm Văn Ngữ, số nhà 89 là nhà Mỹ của mình. Con đường này nó sẽ ra ngoài đường Trần Hưng Đạo, và một nhánh nữa là qua đường Phạm Ngọc Thạch. Đây là nhà của bác sĩ Tường đây các bạn. Sáng hôm nay là mình chạy lên trên phường xem thử cái việc đăng ký chích vaccine như thế nào. Bây giờ mình bắt đầu mình đi nha. Chào các bạn. Có cái hoa màu vàng đẹp quá, đây là hoa giống như hoa hồng anh. Đây tới bắt đầu ngã ba giao lộ của Phạm Ngọc Thạch với Từ Quận Tư đó các bạn. Bán xong rồi ha, bán xong buổi sáng rồi ha. Đây là cái giao lộ vùng Từ Quận Tư đấy các bạn, công ty vật liệu xây dựng Trường Thịnh. Đây là đường Từ Quận Tư, sinh hoạt buổi sáng khoảng 8 giờ sáng các bạn. Cơ sở 1 của nhà khách Trung Nga đây các bạn, nằm ở trên cái đường Nguyễn Hội. Bây giờ là hướng này là hướng về đường Lê Dũng, nó sẽ qua cái chợ Đồn và qua phường Phú Trinh đó các bạn. Làm bình thường hả? Khỏe luôn hả? Rồi, chúc mừng nha. Chết hết chưa? Rồi, chết hết rồi ha. Đây là cơ sở 2, cơ sở 1 của Trung Nga đây các bạn. Giới thiệu các bạn, đây là khu chợ Đồn. Nếu mà ai mà mua đồ thì ở đây là trước trước cửa là chỗ buôn bán là giăng cái dây đứng cách xa, khoảng cách. Đây là chợ Đồn nha các bạn. Đây là cái giao lộ của đường Nguyễn Hội với Lê Dũng nha các bạn. Nó sẽ thông qua bên Hải Thượng Lãn Ông. Ở đây là Ủy ban phường. Đây là cái con đường Lê Dũng đây các bạn. Còn đây là cái cổng sau của phường Phú Trinh, là mình sẽ đăng ký chích vaccine. Đăng ký chích vaccine ở đây phải không em? Dạ. Rồi bây giờ cho nên là chú phải hỏi kỹ, cho nên là bây giờ là nếu mà chú có bệnh nền thì là chích cái gì? Sao chú hỏi con? Không, chú hỏi để trả lời thôi tại chứ. Tại vì bệnh nền là bây giờ đối tượng á, là trên 50 tuổi. Chú 64 tuổi rồi. Bệnh nền, dạ. Bệnh nền có trong đợt này luôn. Là như vậy bây giờ chích cái gì con? Trả lời cái đó thôi. Dạ, thuốc này, thuốc thì tụi con chưa biết. Đây chỉ là danh sách thôi. À, như vậy là nếu mà là lúc chích thì mới biết ha. Dạ, đúng rồi, khi mình đi khám mình chích thì mới biết được. Rồi, chứ chưa, bây giờ chưa biết chích loại thuốc gì dạ, ha. Đúng rồi, tụi con chỉ là danh sách. Rồi, cảm ơn con nha. Và nói chung là đến đây thì nhân viên y tế là trả lời là không biết rõ thuốc gì, chỉ có việc đăng ký thôi. Đây là cái cổng sau của phường Phú Trinh nha. Đừng để nói là tôi nói láo. Đây trước mặt con đường Lê Dũng đây. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua phố mua dây đàn và trục đàn. Từ hôm giờ mình chỉ xài có 5 dây đàn thôi. Ở đây là cái nhà thuốc tây Trường Giang, nhà thuốc tây Trường Giang. Đường này nó sẽ thọc qua đường Hải Thượng Lãn Ông đây các bạn. Đây là cái con đường Trần Phú, con đường Trần Phú mình sẽ băng qua bên cầu Dục Thanh.
Đây là cái cầu Dục Thanh đây. Hôm nay trời ảm đạm quá, trời không có nắng, chuẩn bị mưa. Đây là cái nhà hàng Cà Ti đó các bạn. Mình đang đứng trên cầu Dục Thanh đây. Và đây là khu di tích Dục Thanh. Những khu nhà ở ven sông Cà Ti đây các bạn. Sông này gọi là sông Mường, Mường Giang, Mường Máng. Khu di tích nằm ở đây. Đây là cái chiếc cầu treo của thành phố Phan Thiết đây các bạn. Chiếc cầu treo gọi là chiếc cầu giữa. Ở Phan Thiết mình có 3 cầu. Cầu này cầu giữa. Cầu hồi nãy là cầu Dục Thanh. Lát nữa mình sẽ qua đường cầu Trần Hưng Đạo. Trước mặt mình là cái Statue nước của người Pháp hồi trước đã xây dựng ở đây các bạn. Tháp nước cũng là biểu tượng của thành phố Phan Thiết luôn. Vườn bông của Phan Thiết, người ta gọi là vườn phong bông Phan Thiết đó các bạn. Đây là cái đầu đường Nguyễn Huệ, khu phố của Phan Thiết đây. Rồi Nguyễn Nhân Cung đã đóng cửa rồi, mà không biết là như thế nào để mình chạy tới mình xem cái tấm bảng nhỏ thưa là Nguyễn Nhân Cung là đi đâu. Cần liên hệ thì xin gọi số điện thoại 0903 076717, qua 0945686851 thơ. Xin cảm ơn. Bây giờ mình đi thay trục đàn đây, mà sao đây không có mang điện thoại. Mình sẽ ghé qua chỗ chợ thì xem tình hình như thế nào. Rồi mình đã đến khu chợ Phan Thiết đó các bạn, thấy không, giăng dây đó, giăng tứ phương. Có một số ở bên phường Phú Trinh thì người ta bán, người ta giăng dây trước nhà, mua phải có một cái khoảng cách. Phan Thiết mình bữa nay rất kỹ, nhưng mà đi test hoài thôi à. Bữa nay các phường là tổ chức đi test tiếp tục. Rồi đây là khu phố của Phan Thiết, khu chợ Phan Thiết đây các bạn. Giờ này chắc cũng khoảng 9 giờ thì khu phố trên đường Nguyễn Hoàng Cửu thì Nguyễn Huệ đây thì các bạn thấy bán lưa thưa lớp thấp. Con đường vô chợ đây. Đây là chiếc cầu giữa Lê Hồng Phong của thành phố Phan Thiết đó các bạn.
đường này là bị chốt lại rồi. Đây ống cống bự, ống cống bự luôn, cái này vô nhà nhà tự của bà xã mình mà bây giờ là cũng che chắn cái ống cống bự sư quá trời luôn. Rồi xuống chùa Bình Quang cũng phong tỏa luôn. Rồi hết hết đường vô rồi. Vậy đó em đưa hàng vô trong trong đó ha em. Em đưa đồ vô đó hả? Hả? Chờ người ra lấy hả? Khổ chưa? Đó, đi bán vé số ha. Đường xuống chùa Bình Quang là cấm vận. Đây là khu vực cây xăng. Mấy hôm là chỗ này là người ta buôn bán rất là đông. À, tình hình dịch coi như là hết bán luôn. À, sáng hôm nay là Quang Đỗ ra ngoài nè, nói chung là mấy tháng nay mới được ra ngoài, nhưng mà ra ngoài với tình hình là Phan Thiết của mình là tới 19 giờ đêm là đã là giới nghiêm rồi. Mình cứ ghé chỗ Toàn đây, mình sẵn là mình may là nó tục pin, mình không làm được gì hết rồi. Bây giờ là mình mới thay tục pin là các bạn thấy là pin nó phồng quá trời luôn. Mình xài có mười mấy năm rồi, pin này nó nói chung cũng tốt, thằng Huawei làm tốt mười mấy năm luôn, 19 năm luôn, gần 20 năm luôn đó. Từ hôm nay là giờ thở ở đây nè. Hey, mới thay của pin. Rồi, cảm ơn cháu nha. Giới thiệu các bạn luôn, đây là Toàn iPhone, làm rất hiệu quả, nhanh chóng. Đây là nói chung là mình tình cờ thôi, tình cờ mình giới thiệu các bạn luôn nha. Đây, Toàn iPhone. Các bạn có máy mà chọt chọt gì hoặc là muốn mua máy mới là đến đây nha. Sao con? Ngân hàng. À, con bên ngân hàng nào vậy? Có gì thì chú giới thiệu không cho? Rồi ở đó là làm nói chung là cái bù này có được lắm không anh? À vậy ha, thôi bây giờ tất cả chú cháu mình chấp nhận điều đó nha. Rồi cảm ơn con nha. Rồi có đến ghé mua cái khớp lưng đây các bạn. Cấp lưng ngày xài mười mấy năm nó mục lét à. Đây là phụ kiện chấm cái gì VN nè, chuyên phụ kiện nè. Rồi giới thiệu các bạn đến đây mua nha, cái gì cũng có nha. Ở đây có các loại chân máy nè. Chân máy cái đó là 100, 140, 100. Con giới thiệu cây nào 140 đâu. Đây ha. Cái này là 280, 280 là nó có cái gì hồi nãy con nói, có Bluetooth ha, gắn Bluetooth ha. Bluetooth này có pin sẵn luôn ha con. Rồi chú cảm ơn nha. Rồi cảm ơn nha.